Xin kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đã lựa chọn khung giờ quen thuộc của bản tin Camera Cuộc Sống. Mở đầu bản tin hôm nay là tiểu mục ống kính 24 giờ với những thông tin đáng chú ý trên các lĩnh vực. Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên vừa có công văn số 428 về việc tổ chức giao thông tạm thời khu vực trung tâm thành phố Thái Nguyên phục vụ tổ chức chợ hoa, chợ Tết năm 2021. Theo đó, từ ngày 1 tháng 2 đến ngày 11 tháng 2, cấm xe ô tô tải từ 1,25 tấn trở lên và xe ô tô khách trên 16 chỗ lưu thông qua cầu Bến Tượng theo hướng từ phường Đồng Bẩm vào trung tâm thành phố. Cấm các phương tiện rẽ trái từ đường Hùng Vương ra đường Đội Cấn. Cấm xe tải từ 1,25 tấn trở lên lưu thông trên các trục đường Hùng Vương, Đội Cấn, Nha Trang, Nguyễn Du. Thời gian cấm từ 6 giờ đến 22 giờ và cấm đỗ xe cả hai bên khu vực đường Bến Tượng. Trước diễn biến của dịch COVID-19, thành phố Hà Nội quyết định sẽ bắn pháo hoa tầm cao tại một điểm thay vì 30 điểm như dự kiến. Điểm bắn pháo hoa này sẽ không được tập trung đông người, đảm bảo yêu cầu nghiêm ngặt về phòng chống dịch. Ngoài ra, thành phố cũng đang nghiên cứu, xem xét mức độ để quyết định sự cần thiết, tổ chức các sự kiện, hoạt động phục vụ người dân, vui Tết, đón xuân. Trước đó, Hà Nội dự kiến bắn pháo hoa tại 30 quận, huyện với 6 điểm tầm cao và 24 điểm tầm thấp. Đến thời điểm này, một số tỉnh thành cũng dừng bắn pháo hoa đêm giao thừa để phòng chống COVID-19 như Gia Lai, Hưng Yên, Hà Nam. Ủy ban nhân dân huyện Mỹ Đức, Hà Nội cho biết mùa lễ hội năm 2021 sẽ không tổ chức lễ khai hội chùa Hương vào ngày 17 tháng 2, tức mùng 6 tháng Giêng âm lịch để đảm bảo an toàn trong phòng chống dịch COVID-19, mà chỉ duy trì đón khách tham quan quần thể khu di tích thắng cảnh Hương Sơn, chùa Hương. Khách tham quan được yêu cầu bắt buộc đeo khẩu trang, thực hiện nghiêm thông điệp 5K của Bộ Y tế. Huyện Mê Linh cũng đã quyết định không tổ chức lễ hội đền Hai Bà Trưng và các lễ hội khác trên địa bàn huyện trong dịp Tết Tân Sửu. Đối với lễ hội gióng tại đền Sóc, huyện Sóc Sơn cũng chủ trương không tổ chức phần hội, chỉ tổ chức phần lễ với các nghi thức truyền thống. Ngày 3 tháng 2, Học viện Quân y Hà Nội đã tiêm mũi 2 của vaccine Nanocovax cho 5 tình nguyện viên. Hai người còn lại trong nhóm 1B sẽ lùi lịch tiêm đến ngày 8 tháng 2 do có việc bận đột xuất. Cũng trong ngày 8 tháng 2, 20 tình nguyện viên cuối cùng của nhóm 1C sẽ tiêm đồng mũi 2 của vaccine này, liều 75 microgram. Như vậy, Việt Nam đã tiêm xong 98 trên 120 mũi thử nghiệm lâm sàng trên người giai đoạn 1 của vaccine Nanocovax, chiếm 82%. Học viện Quân y đang tổng hợp báo cáo đánh giá. Kết quả bước đầu cho thấy loại vaccine này sinh miễn dịch rất tốt. Ngày 3 tháng 2, Bộ Ngoại giao phối hợp với Ban Vận động Mỹ thuật và Ngoại giao Văn hóa Việt Nam tổ chức triển lãm tranh Đất nước vào xuân, thời cơ mới, vận hội mới tại Trung tâm Thông tin Văn hóa Hồ Gươm. Triển lãm là hoạt động nghệ thuật chào mừng thành công Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 13 và kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Hơn 20 bức tranh bao gồm hình ảnh lãnh đạo Đảng, nhà nước Việt Nam, anh hùng lao động thời kỳ đổi mới. Hoa xuân ngày Tết sẽ giúp công chúng cảm nhận rõ nét hình ảnh đất nước Việt Nam đổi mới, chào đón xuân Tân Sửu 2021. Khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc được thúc đẩy bằng động lực đổi mới sáng tạo để sánh vai với các cường quốc Nam Châu. Triển lãm kéo dài đến hết ngày 2 tháng 3. Tối 3 tháng 2, Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an cho biết vừa phối hợp với Công an thành phố Hồ Chí Minh triệt phá băng nhóm có hành vi làm giả số lượng lớn con dấu, tài liệu của các cơ quan tổ chức, trong đó có nhiều bằng bác sĩ y khoa, đại học sư phạm. Trước đó, ngày 2 tháng 2, cơ quan công an tiến hành bắt giữ và khám xét khẩn cấp nơi ở và nơi làm việc của 3 đối tượng gồm Vũ Xuân Nghĩa, Lê Huỳnh Duy Anh, Phương Huỳnh Phát Đạt, thu giữ nhiều tang vật và 3.600 phôi bằng đại học cao đẳng trung cấp. Theo cơ quan công an, đây là băng nhóm tội phạm có tổ chức, có sự phân công nhiệm vụ rõ ràng cho từng đối tượng, chứng nhận, giao bán làm bằng cấp, chứng chỉ giả, liên lạc chủ yếu qua mạng xã hội, chuyển hàng qua các bưu cục chuyển phát nhanh. Thưa quý vị và các bạn, để ổn định giá, đảm bảo nguồn cung cũng như giữ vững và lành mạnh thị trường xăng dầu trong dịp Tết Nguyên đán 2021, các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã chuẩn bị tốt nguồn hàng cũng như xây dựng phương án bán hàng phù hợp. Ghi nhận của phóng viên bản tin Camera Cuộc Sống. Với 52 cửa hàng trực thuộc cùng 46 đại lý ở 9 huyện, thành phố, thị xã, công ty xăng dầu Bắc Thái là đơn vị chủ lực trong kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Mặc dù năm 2020 và những tháng đầu năm 2021, nguồn cung xăng dầu gặp không ít khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19. Tuy nhiên, công ty vẫn luôn chủ động được nguồn hàng, đáp ứng đầy đủ xăng dầu cho thị trường, nhất là dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu.
công ty cũng như là cửa hàng thì đều có kế hoạch. Với lại người lao động thì là cũng như là ngày bình thường bán hàng như bình thường, 50% trực bình thường. Còn đối với lại hệ thống cửa hàng thì là cũng phân ca để trực để đảm bảo phục vụ Tết. Và các cái ngày Tết thì không ngày nghỉ, vẫn phục vụ đồng bào cũng như là người dân bình thường. Đối với công ty cổ phần phát triển thương mại Thái Nguyên, phương án nhập hàng cũng như kế hoạch bán hàng trong dịp Tết đã được chuẩn bị từ khá sớm. Công ty hiện có 12 cửa hàng xăng dầu trực thuộc ở vị trí trung tâm của các địa phương trong tỉnh. Chính vì vậy, việc bán hàng sẽ được duy trì liên tục trong dịp Tết để phục vụ tốt nhất nhu cầu tiêu thụ xăng dầu của người dân. Trong cái dịp Tết Nguyên đán thì tất cả các cửa hàng xăng dầu thì đều có cái quy định là nhập hàng hóa đảm bảo phục vụ bà con trong và ngoài Tết Nguyên đán. Tất cả các ngày, kể cả ngày lễ thì cũng đều có tất cả các nhân viên mà đang trực cái ca của mình thì sẽ phục vụ nhu cầu của bà con trên địa bàn. Bên cạnh việc chuẩn bị đầy đủ nguồn hàng, bố trí nhân lực bán hàng khoa học hợp lý trong dịp Tết, các cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh cũng đã tăng cường các giải pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 cũng như công tác phòng cháy chữa cháy. Thực hiện cái sự chỉ đạo từ ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID của công ty thì cửa hàng cũng đã thực hiện tốt một số các nhiệm vụ và triển khai tới nhân viên. Cái thứ nhất là phải đeo khẩu trang. Đấy. Cái thứ hai là thực hiện sát khuẩn và vệ sinh, thực hiện vệ sinh 5S tại cửa hàng và giữ khoảng cách tới các khách hàng. Với sự chuẩn bị chu đáo cụ thể của các doanh nghiệp, người dân trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên hoàn toàn có thể yên tâm về nguồn cung xăng dầu sẽ đáp ứng tốt nhất nhu cầu sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021. Theo phong tục truyền thống của người Việt, ngày 23 tháng Chạp là ngày Tết ông Công ông Táo. Vì vậy, dù bận rộn đến đâu thì vào ngày này, người dân khắp nơi trên cả nước đều dành thời gian chuẩn bị đầy đủ nghi lễ, vật phẩm để tiễn ông Công ông Táo về trời. Mối nguy hiểm của làn sóng dịch COVID-19 lần thứ 3 dường như đã không ảnh hưởng nhiều đến sự nhộn nhịp của ngày 23 tháng Chạp. Ngay từ sớm, người dân đã tấp nập mua sắm để sửa soạn mâm cơm tiễn ông Công ông Táo được đầy đủ và chu đáo. Năm nay do ảnh hưởng của dịch COVID-19, việc sắm sửa Tết đã được người dân tiến hành từ khá sớm. Tôi chuẩn bị xong từ hôm qua, hôm nay thì gọi là chỉ đi mua thêm cá thôi. Năm nay thì tình hình dân mua là hạn chế hơn. Chắc là cũng do là năm nay COVID nên là tình hình người ta cũng làm từ khoảng tầm 20-21-22 rồi ấy. Nên là hôm nay bán bình thường. Đối với ngày 23 tháng Chạp thì cá chép là một phần không thể thiếu. Khảo sát thị trường cho thấy giá cá chép trong ngày 21 và 22 vẫn khá ổn định. Tuy nhiên đến sáng ngày 23 tháng Chạp, giá cá chép đã tăng vọt gấp 3 đến 5 lần so với hôm trước, phổ biến ở mức 150 đến 180.000 đồng ba con. Và tình trạng cháy hàng ngay đầu giờ sáng đã diễn ra ở hầu hết các chợ xung quanh khu vực thành phố Thái Nguyên. Chỉ có mỗi cá là đắt thôi, tại còn các thứ mặt hàng khác nó vẫn bình thường. Hôm nay thì bán 103 con to thì bán 150 ba con. Cá năm nay đã đắt hơn năm ngoái mà mua nó cũng đắt hơn ấy. Không có mà mua ấy. Tình trạng cháy hàng khiến người dân không có nhiều cơ hội cũng như thời gian để lựa chọn. Chỉ một phút đắn đo, rất có thể người khác sẽ mua trước. Hơn 9 giờ mà nhiều chợ gần như đã không còn một hàng nào bán cá chép cúng 23. Lúc đấy người ta bảo là 50.000 nhưng mà mang lên đây thấy mới bảo 60.000 một con, ba con là 180.000. Đắt, nhiều người muốn mua nhưng không có. Chùa hàng nhưng mà có mỗi mặt hàng có thôi, thế là tranh nhau họ mua hết rồi. 50.000 một con, 150 ba con như này này. Thế là cũng không có nên là phải sang đây mua. Dòng người đổ về chợ đầu mối Túc Duyên và chợ Thái để sắm sửa cho ngày Tết ông Công ông Táo đã gây ra tình trạng tắc cục bộ. Phần lớn người dân trong dòng người đông đúc này đều đeo khẩu trang để phòng chống dịch COVID-19. Có một số phận, ví dụ mình nhìn quanh đây thì cũng có những bác bán cá thì bác không đeo này. Đấy, còn đa số là mọi người cũng đeo, mọi người cũng ý thức cao về cái phòng chống dịch. Hầu như là tất cả ai cũng đeo hết khẩu trang. Tuy nhiên thực tế cũng ghi nhận vẫn còn một bộ phận người dân chủ quan không đeo khẩu trang phòng dịch nơi công cộng. Điều này rất nguy hiểm bởi chỉ một cá nhân không chấp hành tốt các quy định cũng có thể phá hủy mọi nỗ lực cố gắng phòng chống dịch COVID-19 của toàn thể cộng đồng. Chung tay phòng chống dịch COVID-19 là điều mà cả xã hội cần làm ngay lúc này để ngày Tết ông Công ông Táo thêm phần ý nghĩa và để mọi người đều được đón Tết trong sự bình an và hạnh phúc, để khi đã về trời, ông Công ông Táo không còn phải canh cánh trong lòng nỗi lo dịch bệnh nơi trần gian.
Đến đây bản tin Camera Cuộc Sống xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin chúc quý vị và các bạn có một ngày lễ ông công ông táo ấm áp bên gia đình và người thân. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Dự báo thời tiết Thái Nguyên ngày mùng 5 tháng 2. Do không khí lạnh suy yếu nên các khu vực trong tỉnh Thái Nguyên trở lại với tiết trời nhiều mây, có sương mù nhẹ vào đêm và sáng sớm. Nền nhiệt tại các khu vực không còn quá thấp. Trong ngày trời không mưa, trưa chiều mây giảm và hửng nắng. Tại thành phố Thái Nguyên, trời nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông nam cấp 2, cấp 3, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ từ 17 đến 24 độ. Khu vực phía Tây gồm các huyện Đại Từ, Định Hóa, Phú Lương, trời nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông nam cấp 2, cấp 3, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ từ 15 đến 23 độ. Khu vực phía Nam gồm huyện Phú Bình, thành phố Sông Công, thị xã Phổ Yên. Trời nhiều mây, không mưa, gió đông nam cấp 2, cấp 3, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ từ 17 đến 24 độ. Khu vực phía Đông gồm huyện Võ Nhai, Đồng Hỷ. Trời nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông nam cấp 2, cấp 3, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ từ 16 đến 24 độ.